Có những mối tình, có những nỗi buồn. Hello các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hải nha. Thì đi lại kìa. Bạn cũng ăn luôn dễ hay gì? Gặp cảnh không? Gặp cảnh không? Ở nhà ổng mà em đâu biết đâu, trong nhà em mới chạy ra luôn. Mà sao rồi? Rồi nè, hello mọi người nè. Thì hôm nay các bạn cũng biết là hôm qua là ông Cảnh đó có ngỏ ý mà mình là đi điêu bển mờ ổng là một cái đám da mắt của ổng đó. Ổng nghĩa là ổng muốn giới thiệu là bạn gái ổng cho mình biết là bạn gái ổng có bị cái gì không. Ổng hôm qua nó cũng nợ, phải bạn gái không? Nợ hả? Cũng nợ thì bạn gái cũng đồ cái gì nữa. Thì mình chỉ nghe phong thanh là ổng nói là mình nhờ mình là mọi người gom ít tiền qua cũng được mấy trăm ngàn, một ít đâu. Xong rồi ổng nói mà ra mắt bạn gái không, tại vì chỉ là đi đám mình biết mặt thôi, nhưng mà thật sự ra chứ ngồi chung bàn nói chuyện như thế nào đủ là chợ ai chưa mà chơi nguyên cái đầm gì mà chả hỏi chứ ghê vậy trời. Mặt cái này mới may mắn cho anh Cảnh em đi có mặt lụm mày bộ mày đói giờ mày lụm mấy giải thừa mà giờ mày mai lỡ vậy đi ra mắt đó trời đủ là chợ giới trái tim mà chim mình chơi bít khi đầu dép của bà Thám nè, đẹp lắm rồi. Thì mình nói anh em báo bị bình thường. Khi mà mình làm một cái gì đó, mình phải lịch sự, mình phải mặc đồ cho nó coi được các bạn. Mình càng lịch sự thì mình càng tôn trọng cái người đối diện với mình. Nhìn nhớ kỹ lúc mình nói chuyện á, nhìn thẳng. Đây nè, lúc mình nói chuyện á phải nhìn thẳng vô mặt của cái người bạn gái người ta, mình phải tôn trọng người ta. Không mình nghĩ. Bạn gái của ông Cảnh đẹp nha, dễ thương nha, xuất sắc nha. Mời đẹp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thay đồ và chuẩn bị qua bên bển thôi. Tại vì anh Cảnh điện cho mình cũng cấp qua anh bển dữ lắm rồi mà tụi mình mấy giờ mới ngủ dậy mọi người quá trời đuối luôn kìa. Đám tiệc này kia thì cũng hơi lu bu, mà giờ xong đám rồi rất là thoải mái trong phòng mà mình có sức bây giờ. Mừng hả? Quần con rộng ba ơi. Thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu thay đồ này kia, mời các bạn đợi mình trong giây lát nha. Kìa Vũ này đi không? Có lò sẵn rồi mà. Chờ cái em tiền. Đúng anh em luôn. Anh em cứ nói cái mặt. Ok nó nhiều quá. Thì bây giờ mình sẽ đi thay đồ các bạn ơi. Thì mình bảnh coi như thế nào. Thì hôm nay là cái đám mà bây giờ trong team ai cũng có gia đình này kia hết, cũng sắp có gia đình hết rồi. Thì không biết nào tới tụi tôi thôi. Bây giờ trước mắt có ai thì mừng cho người đó. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu chuẩn bị thay đồ tất cả các kiểu để mà đi qua bên đó coi bạn gái của anh Cảnh sẽ như thế nào khi gặp tụi mình, và họ có niềm nở với mình không, để mà mai mốt mà có đám cưới cũng đỡ bỡ ngỡ mọi người đi thôi. Get go. Người là ai? Lòng băng. Phải lịch sử với người ta, tâm lịch sử với mình. Thì đối với phong cách này mình nghĩ quá là lịch sử với người ta rồi, đúng không? Không bao giờ đó giờ trước đây là lần đầu tiên chỉ có tại cái xã của mình có cái chuyện này thôi. Đây là độc lạ nhân hội. Gì? Độc lạ nhân hội. Có lạ giờ sống chứ lắm. Thì tại kiểu như xếp hàng quá bị tàu quả giật mau. Nhìn anh tí như mới say rượu tỉnh. Ai? Anh. Sao? Nè. Thì tụi mình cái gì phải là sự một cái mình qua bển để mình coi anh Cảnh như thế nào. Đó, coi mắt cho mọi người. Mình nói là mình nếu đối với người ta người khác lịch sử người ta không mặc quần dài quần như tụi mình đâu, người ta sẽ mặc quần sọt đi. Đúng rồi, cái bên á anh. Mình mới làm như vậy nè. Để không giống ai, để mà tạo một cái điểm nhắn gì đó nhất định khi mà gặp anh Cảnh rồi. Anh Cảnh nó quá mày này. Ở đâu lợi? Đuổi đuổi ngoài luôn. Cái này có tác dụng gì không? Khi mà lát mà có bị đuổi quánh mình sẽ đổi. Khi mà có người là đứng đây phải không? Khi mà là người ta lợi, khi mà tính giận mặt phải không? Cái tay này nè, mình sẽ đưa xuống. Đưa xuống như này để cho người ta có cái dụ người ta sáng được mắt của mình. Quánh cho quánh luôn. Xong cái mình đưa qua gì? Sao để gì không? Thôi tiền thuốc. Đi là phải có quà. Mình sẽ mua bánh với lại bia này, cái nước ngọt rồi bánh mà chuẩn bị mọi người ơi. Đi các bạn ơi, let's go.
Giỡn mặt với ông Tám à? Bà giỡn mặt hả? Bà giỡn mặt với ông Tám Viên này hả gì? Bà giỡn mặt hả? Tám Viên này hay gì? Có mấy thằng thì nó đỡ không? Móc quá. Anh ơi, có gì lấy đó đi, hồi chính tiền. Chào mấy bạn. Chào mấy bạn, hôm nay là tôi lại đây kết nhà của bà Út nha mấy bạn. Bạn đi đám cưới, chứ không có gì hết trơn. Mua khô đẳng không? Có thiếu không? À, bứng này đẳng không đi? Không lẽ là đẳng ăn khô sống, có gì đâu chiên. Mấy đây? 8 đây à? Ủa có 8 đây ngoài. Ngoài, dưới cái này nè. Đúng là chỗ, chúng ta chụp. Cái này đúng đúng rồi, mình đi đám luôn nè, có quà luôn đó. Đợi chơi. Cái đám nào đàn trai đàn gái đâu hết rồi không thấy. Sao không mình ảnh vậy? Ừ. Chưa tới đúng không? Ừ. Nhớ nhớ lắc nhớ dắt rồi nha. Trời có lại chạy xong dắt được. Nhớ dắt cho tôi con mắt nha. Lớn đâu, lớn đâu, nó lớn đâu. Biết 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 mắt rồi nhưng mà chỉ là ông qua đúng không? Bây giờ mình cho chú đúng không? Hả? Bụng à, nó bụng à, có gì ăn không? Có gà đó. Con còn sao đủ? Mày ăn chứ trời đánh mẹ mưa đó. Ừ, ca này hả? Đại đây một đám này qua được á, ok á. Ủa sao không có hấp cái tiền cho anh rồi mà không chỉ mua nước ngọt cho anh bắt cái này với cái dàn lo hết trơn tiền mẹ có 700 mấy 1000 mà là cả tiền shipper cái nữa còn gì nữa đâu trời. Không có đá không chưa anh em mình ném đá nữa chứ. Rồi tới. Cái gì cái này nè. Cái gì trời? Tội. Ơi. Tội con gà rồi sao mà không xé không chưa để nguyên con gà lỡ chảo trời. Thằng cặp trái. Cạo luôn hả? Ờ, không có tình cảm. Anh bên đằng gái người ta nhìn á. Anh em mình khui đi. Đâu, ta nhìn nhìn đi. Lúa nữa bây giờ mình khui để lắc con gái qua mình không chuẩn bị kịp đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Anh em mình chơi trước, không sao đâu. Ngày mới chơi trước đi. Mình phải là mình phải tồn tại. Không có được, không có loại này bữa nay dẫn ăn cướp theo làm gì vậy? Mình phải nói rồi ông nội. Ông nội. Nhìn cái mặt mình hung cái cây. Má. Nè hung nè. Thôi tay góp má ơi. Có này à. Ừ. Chuối của tí xíu gì á. Chuối mà từ tối tối là chậu chu các bạn đắp mệnh. Tặng lên tặng là chậu với bạn như ăn sao chậu kinh phí hạn hẹp. Kinh phí hạn hẹp anh em không cảm đi anh em mình không à. Rồi sao? Là làm có mẹo chuối nữa nè. Ở dưới đất cũng được đó. Đi bánh đi. Rồi giờ nhanh vô đi. Quên 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 nó là một bánh đó. Sao này giống cúng cua hồn quá bay. Cái chỗ nào cúng cua hồn mà ấy nhộng. Cái này mới luộc. Cái này mới luộc. Nhìn bánh chạo quà giống cua hồn không? Anh chị ăn đi, anh chị ăn đi. Một cái là một bánh đó. Chờ nổ giấy bánh ông hồi ăn cua hồn gì ba. Cái một bánh mà đủ chia 10 đúng rồi, khỏi lộn. Chia một chén lộn một kẹo luôn đó. Ờ ăn bánh qua mấy người. Và cũng 8 9 10 chiếc. Có bánh gì? 1 cặp 1 anh em mình rồi, 1 cặp 1 đó. 8 9 10 có bạn thì sao đủ? Bạn đó, anh em mình cặp với nhau vậy nè, ngồi đùi. Chết luôn, chết luôn. Anh em mình ngồi chờ chú lắc đợi tôi qua sau được. Được, ăn trước cũng được đó. Ngồi ghế thì sao ngồi? Ghế sao ngồi? Nó cũng là chậu nó chừng nó mới cháu gì sao ngồi tính thẳng thôi là chậu vậy. Mà nó sao ăn nó chậu ăn sao chậu? Anh em kinh phí. Đó, cho nhìn nha. Kinh phí nó hạn hẹp. Anh em kinh phí cũng nói với anh em tiếng chứ anh em được. Tưởng chừng như tưởng chừng như đi ăn này chỉ nhìn thôi chứ được ăn. Càng qua nói rồi. Anh em đưa tôi có nhiều mà tôi làm hết nhiều hết tiền rồi đó. Vô lấy nó không? Cái cầm. Giờ anh em đã đủ tiền không được chứ giờ sao gì mình nhìn này sau giờ chuẩn bị kẹp không? Anh kẹp hết kẹp rồi. Anh chặn lên điện kẹp liền á. Anh chạy nó xuống mình. Thôi giờ lỗi vô lưng cọc rồi anh em cũng tiền đưa cho ổng đâu. Anh em người 500 500. Cảm ơn em. Anh chặt trước luôn anh em. Chuyển khoản được không? Chuyển khoản được không? Hết tiền rồi. Chuyển khoản hoài không có đồng bạc mà đặt cần hứa chuyển khoản. Em không vốn ra. Đây nè, em hứa anh sao chứ có chuyển khoản rồi chi? Chuyển khoản rồi, cái đó là cái cọc thôi còn cái tiền mặt nữa. 10 ngàn nó chuyển rồi. 50 cũng được. Nhưng mà mặt đồ này nó có tiền. Tới giờ được rồi.
Tôi có tiền. Cái đó là 250 rồi. Rồi anh gửi 200 cho. Nhưng mà qua tôi 300 đó, này 800 nha, 800. Anh em đi luôn coi như đi trực tiếp luôn được không? Không. Hả? Cứ bán này, nào cứ thì rồi mà. Mày chỉ là mặt mà chứ. Tao không chỉ rồi. Tao không thấy điều mày nghe. 30 ngàn năm ba. Trời ơi, tuổi nhỏ là trả tiền, trả tiền cước chứ. Cứ 200 thôi. Trả tiền nha. Là thằng hát chấm mà mày giờ chưa được ca nè. Bây giờ hát trước đi rồi chút xíu mình ăn sau được không? Rồi, được. Rồi chỉnh bài đi. Anh béo phải sang chẳng rồi đó. Ăn được chưa đó bụng quá à. Trời ơi, chơi hướng em ạ. Mày ăn giờ đánh mày đó, mày nhiêu tuổi? Mày nhiêu tuổi? 18. Mày ăn ngon. Mày ăn phải mười mấy luôn tới mày qua đây làm mày ăn cây đầu đó. Đâu nào. Mình đang trên đó. Mày này lạnh mình đắp luôn. Thấy không mày không à? Lạnh đắp luôn. Ý, ông là cho miệng. Ông đắp. Đi đâu vậy? Đi ăn đắp mày nè. Anh Thành nói là chỗ ông đắp. Chào đánh mày bây giờ. Ba ông đắp thì đắp đi. Bữa nay hai cha con đi. Đi chung. Anh Thành ơi, chưa qua nó ăn luôn mà trời. Có bụng quá à. Chưa qua chưa ăn rồi. Ông thấy gà nó trời, gà thơm lắm rồi hả? Gà ok, luôn ha. Trời ơi. Lắp con nở mà nổi. Lâm thông cảm nha. Mày ngày hôm qua không có mời em. Bữa nay em cũng đến số 1 nha. Ok ok. Đó coi bà điên kìa. Đi chơi đi làm cái con này đi không? Đi luôn. Đi mẹ. Con bánh hơn. Coi cái con người ngoài hành tinh vậy, cái coi con người ngoài hành tinh kìa. Đúng rồi. Rồi ngang ngang đi thôi, lịch sử là quan. Hey. Rồi luôn. Bye.
Bây giờ anh em ở đây đi. Tôi đem cục gạo tôi ra cho anh em coi nè. Ok. Chúc đi, chúc đi, chúc đi. Đang ra chưa? Chút xíu đúng không? Ok. Diễn quẩy tới đây nè. Anh em đăng ký hát. Ăn đi quẩy. Hát à? Tại đầu hết giờ. Không nói á. Không đợi chưa lại. Mãi cổng ở đây. Giờ dắt mẹ đi đợi chưa dắt hả? Không phải đâu, là chờ tụi nợ chứ cái gì đâu mà không dắt trời. Thôi cái ghế ngồi hoàng đi, hát cho em hát rồi. Ra ngoài đây. Ông bây giờ mình phải uống rồi cũng phải ra ngoài thuốc ăn thôi. Bây giờ anh hát rồi, chẳng được rồi. Bây giờ chẳng đi, để em múc mà anh chút được không? Ai chút, bây giờ anh chút đi nè, chút đi. Giờ bây giờ nay ngày gặp mặt của gia đình. Thì hôm nay là 7-9 ngày. Trời ơi, không đợi, 7-9 ngày rồi. Rồi, cái đầu bắn bắn kẹp á. Dạ. Là ủng lỗ luôn. Thì nói chung là đợi nhà gái lên lâu quá. Thì xin sợ là anh em say xỉn hết trơn và phải xin rượu mà xin tội. Thì ăn kẹo nát thiếu đường hết, bị xỉn thiếu đường thì không chút được. Thì xin chúc anh Cảnh là trọn vẹn một cái niềm vui hạnh phúc. Thì sau đây em xin chúc cho anh Cảnh hai bên gia đình là thân gia được xuôi chèo xuôi mái, hạnh phúc gia đình không cãi lộn. Sang năm được có một đám cưới để cho anh em dùng. Chúc anh em, chúc anh Cảnh của em thì cho năm hạnh phúc nha. Ok. Vâng, thầy phẩm của đại nhà trai và nhà gái. Hôm nay em đám duyên sẽ ra mắt. Vâng. Và tôi sẽ đại diện cho đại nhà trai để chúc mừng cho nhà gái. Không nổi. Thì nhà trai sẽ có lôi lời phần biểu cho chúc cho anh Cảnh trăm năm hạnh phúc. Đó là chờ trăm năm hạnh phúc thấy chưa? Được rồi. Quay. Anh nhớ nhiều rồi. Xin mừng.
và thân nhân có cháu bé không? Chúc cho anh Cảnh thật nhiều sức khỏe, gắn gũi với tới bạc tàu. Thì tôi lời gì hết rồi. Vâng. Diệu Văn quay ấy mà kêu Văn nào ở đây hả? Cậu cãi cho Diệu Văn, cậu cãi. Vừa sau đây là đại trình thanh xã nhân nổi. Xin nhanh này, xin nhanh đỏ rồi. Xin nhanh, lên xin nhanh. Ủa tao chưa chúc nào. Tao chúc chưa? Chưa. Này là ông buôn buôn buôn. Vâng. Nói chung hôm nay là vui quá Cảnh không? Hôm nay là ngày ra mắt của Cảnh, ra mắt cái cục nợ. Đây thì tôi chúc anh đó là ra mắt thành công, thì tốt đẹp, mau sớm có cái đám cho anh em ta. Cái đám cho người ta. Đó. Thì sẵn đây. Sẵn đây thì chúc anh mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Đừng có đi sớm. Cảm ơn tí nha. Vâng, nói đầu tiên xin lỗi chào đến vị khán giả người chào trân trọng nhất nhất. Thì hai ông bên đằng trai đó té. Thì không sao. Bây giờ là đằng trai cũng chúc gọi trên rồi. Bây giờ tới phụ huynh chúc với anh Cảnh. Thì hôm nay là gái đâu không? Chúc anh chúc mừng năm mới. Hôm nay muốn rất vui khi đến dự tiệc của Liêm. Muốn nói là muốn rất vui. Rồi, muốn trả đi. Gái tới chưa? Tới chưa lâu vậy? Giờ xong đi rồi anh ra anh dắt cùng đỡ anh ra. Khoan em tặng anh này cái túi. Theo mẹ luôn em bị tập. Dạ. Sao quá à. Tặng luôn mày đẳng trời. Đừng nói mày đẳng trái cạo chẳng nha. Cạo giặt. Rồi cái bánh. Rồi chút này lẹ lên. Rồi. Lẹ lên. Từ từ. Thì tôi sẽ dắt cùng nợ tôi ra, ra mắt cho anh em. Anh em bây giờ dọn tóc đi. Tôi dẫn cùng nợ tôi ra. Đi dẫn đi. Mình ăn gà đi. Để tôi dẫn cùng nợ tôi ra.
này là lát mọi người thích nào, lát mình phải lịch sự, mình không có chuyện, mình không đúng có gì được. Đúng rồi, mình phải sang lên. Đúng rồi. Không? Trời, mày bóc chứ hả? Không có cơ mà. Anh chạy ăn gì dính gì chạy. Ngon quá. Ngon miếng da này nha. Còn gà này nó hơi dở quá. Chấm. Đi. Ơi tao tao. Nó rồi rồi, thấy công chuyện này. Tao nè. Chấm. 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 Nó lại là mở miệng chấm. Con nở đã. Con nợ nè. Sao nó không gặp con gái không? Thì nè, không phải con gái bên thai bên cổ này cục nợ. Ông có lợi nè, lợi cái ông đòi ăn, lợi cái ông đòi ăn kêu nợ lấy gì. Sao ông nói gì đi trời. Nói gì trên nói gì sao có tiền, đãi được bữa tiền. Mình nói trong nhà mình nói lợi nha, xấu nhất nhất. Tiền đâu? Trời ơi, tôi điện thoại cho ông, trả lời ông luôn. Đây nè, nó đi kìa, cục nợ đi kìa. Mẹ giờ mày ăn cái gì? Sao mày ăn gì? Sao mày ăn không cho ăn cái gì? Sao ông đồng nói gì nó ông cho ông cho anh không? Ai biết đâu, tại thấy anh em đăng hình quá, tôi nóng mũi quá, tôi làm bữa tiệc cho Linh Đình. Đâu rồi? Nổi là tôi bị chèm quá, cho bị chèm á. Trời ơi, chèm quá. Nổi đâu? Nè, tiếng này nè, ông nổi xong nhân hội á. Để cho người ta. Cái này đâu? Cái này đâu? Không trả tiền ngay nha đây. Đây 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 nha. Tôi chuyển khoản cho ông đâu mà. Ngàn quá. Rồi đúng giờ có nghe. Bây giờ kiếm tiền khó mấy nhiêu thua đâu, kiếm rồi mấy ngàn cái tỷ. Bây giờ trả tiền đi. Bây giờ tôi cái hết tiền rồi, bị trả tiền tôi đi. Tiền đây. Mấy trăm ngàn là có đổi không? Rồi còn lúc mình có nghe. Nghe vậy cậu cãi cho mình phải. Cãi. Cậu cãi. Làm mà. Tiền có tiền không? Chơi 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 tiền em chờ. Chơi 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 không biết hết là thuê mua đồ này mấy trăm ngàn bộ không? Mấy trăm ngàn nào đồ gấp này cũng tấm viên chứ của ai? Cũng tấm viên không phải đâu, cũng không quên bao gấp luôn à? Chỗ đồ này hai bao tiền? Ủa quên bóng trời ra cái mắt chó nói gậy người gậy người yêu mà phải chó nào cua luôn của em ừ phải chó ông nuôi ông mua vậy mà ông tất nữa ông lộn luôn chiếc chó phải không có đâu còn lão có chó lộn lấy chó lộn lấy đi em gà về đi có gì lấy về tôi cắn nợ cho anh em đi chứ tôi hết tiền rồi anh em lấy này cắn nợ nổi đi em đồ vậy anh em ơi thôi lên nguyên cái bàn về gió lẹ. Alo, và sau đây sẽ chương trình đó là một bài hát dành tặng cho anh em. Nổi ơi, mãi mãi là anh em. Vô. Mày coi ở dưới nó có chảy nước không? Trời ơi, ghê quá. Nãy giờ luôn nó muốn gắn bao. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, mày không tốt quá, mày không đi sao mà chạy người ta kiếm đoạn hoài. Có coi cái ăn gì không? Ta mến. Tự mến hay là mày bỏ đói nhỏ cho nhỏ mày chạy ta ăn. Mấy bạn có thấy ai bỏ đói mà gì không? Múp gập. Múp gập là gì? Nó mất ra. Đúng rồi sao? Cái đời nó kỳ vậy? Ơ đúng rồi kìa, chó nó hắn nè. Ăn uống. Trời ơi, nước vậy nè. Cái tiền đây. Nước vậy nó lỗ quá. Gì nói làm hết. Anh sao cái giỏ nó mất. Cái bắt nó mình không có đôi. Có lâu nhạc một bữa. Mình ngồi. Dạ em ơi. Dạ em ơi. Yeah. Mày đang trả không? Bắt đây gọi tay có trả mày lấy đây đây. Dạ em ơi. Trả các bạn luôn. Trời ơi, hôm nay bỏ ăn bỏ làm đi tưởng đâu ông dẫn cho mắt thì cuối cùng chẳng đói thì có mắt. Không chơi coi được trời. Mày ngồi cho cái em làm gì cho em. Cho nó hả? Cho nó phải cho. Trả tiền đi. Trả tiền rồi. Chừng nào lẫm tiền rồi trả cho. Em ba mấy ngàn. Chừng nào lẫm tiền rồi trả cho. Trả tiền rồi. Mình coi cái ba ngàn mình muốn cái gì chứ. Ở đâu chó nào mày bay trước. 800 ngàn rồi lấy 800 ít đâu. 800 ngàn. Qua trả. Bây giờ lấy đổi gì đi, lấy đổi gì vậy? Ủa, vợ cho 250 ngàn, ba đi lấy đồ, ba lấy hết chứ. Vậy là cái thùng của ai vậy? Thùng mướn á, mướn này còn. Vậy là 50 ngàn. Mướn đồ của ông, lấy thùng về nằm rồi có tiền trả thì trả thùng lại rồi. Đúng rồi. Không phải mãi mấy triệu cái. Đây nè, ông trả sớm ba một tiếng đồng hồ đó, tính nhăn lên hoài ông, 24 ngày, 24 giờ ông lo trả. Không quyết, em về, làm như là mà trả mình, thì mình trả tiền của mình lại, thì mình trả thùng cho ông. Ai đem cái thùng đi, nó nói chậm đó. Chậm chứ giờ ông lấy tôi kìa đó, ông đâu lấy tiền của tôi kìa. Rồi lấy biết sao giờ lắm tiền rồi. Đâu về con. Dạ, đi về con. Chó nữa nó không có 50 ngàn, nó lấy nguyên con gà nó ăn luôn.
cho con nè. Mấy này hùng nhậu cho ăn gì chứ. Đó nha, đi nha. Trời ơi trời chứ. Mặn không hả? Bỏ két luôn. Lấy xe quẩn rồi em ta. Lấy xe vô, ghế lại kỹ lắm hai. Đúng rồi hả? Giờ này con. Ơi gọi thùng. Bỏ đi. Ừ. Giờ nó làm gì nó trời? Ăn cái gì lại để ăn đám nó vậy?